Video này được tài trợ bởi 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam chất lượng trên gian Shopee Mall. Chi tiết ở phần sau của video. Phụ nữ và ma quỷ có một điểm chung, đây là đều khiến trái tim ta lỡ vài nhịp khi chơi. Đây chính là hai yếu tố hoàn hảo để tạo nên tựa game kinh dị Dread Out. Đến từ xứ sở mì tôm Indonesia, nay thêm hai quả trứng nữa để bắt đầu cuộc hành trình trong thế giới ma mị tà thuật tại một ngôi làng bí ẩn. Tất cả bắt đầu khi Linda vừa mở mắt tỉnh dậy trong một căn nhà âm u. Sinh ra vào thế kỷ 21, việc đầu tiên cô làm là tìm điện thoại để check Facebook với TikTok, có khi là cả Shopee. Bất ngờ có một cuộc gọi tới, là Ira, người bạn cùng nhóm với Linda. Ira sốt sắng hỏi cô đang ở đâu, vì tình hình bây giờ có vẻ như đang trở nên xấu đi. Linda thì chưa kịp hiểu chuyện gì, cũng chẳng biết điện thoại bị làm sao, mà tự dưng giao diện cuộc gọi bỗng nhảy sang máy ảnh và trên màn hình hiện ra một người phụ nữ trong chiếc váy trắng. Linda từ từ lia camera lên và giật mình với quả giao diện 90% hoa hậu, 10% hoa tang kia, sợ hãi ngã ngửa về sau. Trong ánh đèn flash cứu rỗi thị lực người chơi, Linda lại không hề thấy bóng dáng của bà chị đó, nên bắt đầu đi loanh quanh căn nhà tìm lối ra. Cô vui mừng khi nhìn thấy đằng xa là bóng dáng của bạn mình. Cơ mà ngay lúc đó, một cơn đau đầu xuất hiện khiến Linda đánh rơi chiếc điện thoại và đánh rơi luôn cả cơ hội gặp lại người bạn kia. Người xưa có câu đi đêm lắm có ngày gặp ma, mà muốn gặp ma thì cũng phải có căn có số chứ không phải cứ muốn là gặp được. Nên cô vừa đi vừa giơ điện thoại lên quay như YouTuber. Và ống kính chiếu yêu đã cứu Linda một màn thua trông thấy khi phát hiện ra bà chị váy trắng khi nãy. Linda tận dụng sức mạnh của mạng xã hội, chụp vội một tấm hình chính diện rồi dạ dẫm sẽ lên TikTok review 1 sao nếu cô ta không chịu buông tha cho mình. Thế là Linda được yên ổn trên đoạn đường tiếp theo. Cô khám phá ra chiếc điện thoại ngoài việc soi ma ra thì có thể phát hiện được những cánh cửa bí ẩn mà mắt người không thể nhìn thấy được, nên cùng nó để bước vào một tòa nhà tối đen như chị dậm, rồi tiếp tục sử dụng ánh đèn flash để chỉ đường dẫn lối mà tìm được người bạn đã mất dấu ở cuối hành lang. Cô chạy tới hỏi han Ira nhưng hình như cô bạn đã dính một thứ bùa thuật gì đó. Khi Ira bảo với Linda hãy đi theo mình, những tưởng chỉ là trò đuổi bắt nghịch ngợm nhưng cuối cùng lại biến thành trò chơi trốn tìm. Sau một hồi đi loanh quanh, Linda tìm ra bạn mình đang trốn trong một góc phòng. Song khi vừa mới tiến vào trong, cánh cửa đằng sau đã sập lại và bóng dáng bạn hiền bỗng hóa thành bà chị váy trắng. Lần này thì máy ảnh điện thoại đã không giúp cô thoát khỏi bộ nứa bọc kim cương của tà nữ, và hậu quả là sau màn tra tấn cả thị giác lẫn thính giác, chúng ta đang suốt tỉnh dậy trong một không gian bao la lạ lẫm. Linda chạy về phía ánh sáng, gọi đơn giản thì là hồi sinh, nhận ra mình là nhân vật chính. Cô giả bước nhanh hơn, không còn sợ hãi nữa, thẳng đến nơi phát ra tiếng khóc bên dưới cầu thang. Có vẻ như vừa rồi Ira đã bị điều khiển và giờ mới thực sự lấy lại tâm trí trong chốc lát. Ira bảo với bạn mình rằng hãy cầm chiếc chìa khóa và rời khỏi đây thật nhanh trước khi quá muộn. Còn bản thân cô có lẽ đã không còn quyền tự quyết số mạng của mình, nên dùng nó để mở cửa chính, tiến ra nghĩa địa ở phía sau sân vườn, nơi mà nhìn kinh đeo chịu được. Cơn mưa xối xả không ngăn được bước chân của Linda. Khi cô chạy tới chỗ hình nộm to lớn ở phía trước, nhìn xa thì nữ thần tự do mà nhìn gần hóa ra là nữ nhân tự tử. Linda chụp hình ba ngọn nến bên dưới để kích hoạt một nghi lễ gì đó và vô tình đánh thức những con ma dưới mộ. Với chiếc liềm trên tay, chúng tiến đến với hy vọng được soi dọi bằng tư tưởng của Mark Lenin, nên cô cho chúng tọa nguyện bằng ánh sáng chân lý của đèn flash. Sau khi tiêu diệt hết đám tín đồ, Linda quay trở lại chỗ hình nhân, chụp thêm cái nữa khiến nó rơi ùm xuống đất. Bùm, ta tỉnh dậy với một con mắt đằng sau gáy. Hóa ra tất cả những điều này chỉ là cơn ác mộng giữa ban ngày của Linda khi cô vừa ngủ thiếp đi trên chuyến dã ngoại với bạn bè. Liệu đây có phải một điềm báo cho những gì sắp xảy ra với Linda? Chẳng cần chờ lâu, vì chiếc xe 6 chỗ do cô giáo Siska cầm lái đã phải dừng bánh ở một cây cầu bị đứt gãy. Cả nhóm cùng cô giáo xuống xe hóng hớt tình hình, và cũng chẳng phải trùng hợp nếu như sóng điện thoại cùng hệ thống GPS bị lỗi khi đi qua ngôi làng này. Hormone khám phá của mấy thằng con trai trỗi dậy, lập tức chạy xuống bãi cỏ bên dưới, buộc cô giáo và đám con gái cũng phải chạy theo. Cho đến khi tới chiếc cổng chào của ngôi làng trước mặt, đường xá ở đây bốn làn thông thoáng, nhưng bóng dáng của sự sống thì dường như không tồn tại. Nơi đây giống như vừa được lướt qua bởi một cuộc chiến tranh, nhưng vẫn cứ là hấp dẫn với toàn bộ học sinh và cô giáo. Cuối cùng, cả nhóm dừng chân tại một ngôi trường hoang vu không bóng người, mà chỉ có 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam uy tín trên gian Shopee Mall. Nhân dịp ra mắt bộ sưu tập mùa hè mới toanh cho anh em diện đi biển, 360 tung deal áo sơ mi chỉ 210k cực kỳ hời. Xin nhấn mạnh là chỉ 1.000 khách hàng may mắn mới được sở hữu chiếc áo sơ mi cổ tàu với giá giảm hơn 50%, chỉ còn 210k với giá gốc là 420k. Một chiếc sơ mi đũi xước đủ tiêu chí mềm mịn mát cho mùa hè, outfit cửa đổ mọi nàng thơ, đặc biệt không chỉ thừa, chống nhăn tuyệt đối và phù hợp với mọi dáng người đã xuất hiện, đem lại cơ hội có 102 để anh em sở hữu con áo cao cấp với giá không thể nào hợp lý và hợp ví hơn. Nhận hàng không đẹp xin cứ đánh giá 1 sao. Lưu ý số lượng có hạn, chỉ 1.000 slot thôi. Link mua hàng ở dưới phần mô tả và bình luận, anh em qua ủng hộ shop đi. Còn giờ thì quay trở lại với game nào. Lúc này, với bản tính hiếu động vốn có, mấy thằng con trai chạy thẳng vào bên trong khuôn viên các lớp học. Môi trường giáo dục đã khiến cả cô lẫn trò quên đi rằng cái cầu bị hỏng chứ chẳng phải cái xe, nên cứ thế họ bỏ ô tô lại mà tá túc tại trường học cho đến khi trời tối. Lúc này Linda và Ira sau những trò đùa vô tri mới vào bên trong để gọi lũ quỷ sứ kia đi về. Sau một vài hiệu lệnh tập hợp đội hình đội ngũ, cả nhóm 5 người đã có mặt, bao gồm cả cô Siska.
đến khi đếm thì lại thiếu thằng Yayan. Thế là mọi người chia nhau ra gọi nó về, hẹn sẽ tập trung ở sảnh trung tâm. Trong khi Shelly thì đang bắt đầu nghĩ xa xôi về những kịch bản phim có thể xảy ra, thì trong mắt của Ira đột nhiên trở nên trắng dã và cơ thể đổ gục xuống. Ngay sau đó, tất cả những cánh cửa trong trường đột nhiên đóng sập lại không thể mở ra, khiến cho Linda bị cô lập với những người còn lại. Cô đành phải đi dọc theo hành lang các lớp học, mong tìm thấy đường vòng ra ngoài. Đúng lúc này, điện thoại rung lên với người gọi đến là một số lạ. Đầu dây bên kia là tiếng kêu cứu của Ira. Sau đó màn hình điện thoại bắt đầu nhập nhằng như cái tivi hồi chống Mỹ. Có vẻ như giấc mơ trưa trong chiếc ô tô giống một điểm báo hơn là một cơn ác mộng vô tình. Từ đây thì những sự kiện ma quỷ chính thức diện kiến cô nữ sinh Linda. Đầu tiên là con lợn rừng mặt người nằm chắn giữa lối đi. Dùng sinh tu kết hợp với 360 cũng không cứu được cái nhan sắc. Đã up story lại còn quay lại đòi chụp thêm vài tấm. Phải đến khi Linda dọa sẽ kho tàu thì nó mới quay đầu bỏ đi và thực sự để yên cho cô. Ngày Tết qua đi, mùa thi kéo tới. Kiếp nạn thứ hai mà Linda gặp phải là một bà cô giám thị đang đi tuần tra. Chắc là đến tháng nên thành ra khó ở. Hét vào mặt Linda khi nghe thấy tiếng chụp ảnh của iPhone. Nhưng cuối cùng, bà cô đã phải nhượng bộ Linda vì không muốn xuất hiện trên mạng xã hội với quả mặt xanh xao này. Nên cô nữ sinh có thể tiếp tục chuyến truyền hình thực tế của mình. Cho đến khi dừng chân tại một lớp học và thấy một mảnh báo cháy trên bàn. Trên đó là báo cáo về một vụ cháy lớn trong thị trấn, khiến hơn 12 căn nhà đã trở thành than củi. May mắn là không có ai thiệt mạng trong cơn hỏa hoạn đó. Đây có lẽ là lý do tại sao trên đường đến trường có nhiều căn hộ trông tơi tả đến vậy. Tiếp đó Linda gặp Hắc Miêu, con mèo đen chiêu linh trong giấc mơ. Nó dẫn cô tới một cánh cửa sắt bị khóa lỏng lẻo. Cô đẩy cánh cửa ra ngoài, để lộ một hành lang đã bị sụp đổ. Còn trước mắt đang là những sợi dây màu đỏ được treo trên trần nhà tưởng như không có ý đồ. Nhưng nếu nhìn nó theo đúng hướng, cảnh tượng sẽ giống như một màn treo cổ tập thể. Trong quá trình đi qua các lớp học, Linda tìm thấy một mẩu báo có nhắc tới sự việc bất thường đã từng xảy ra ở ngôi trường này. Sự tình là vào một ngày đẹp trời, có một số học sinh đã lên cơn và đập phá bàn ghế. Nhà trường đã nhờ tới sự vào cuộc của bên y tế, nhưng mà học sinh thì vẫn hâm hâm như thế. Phải đến vài tiếng sau khi cơn đã cắt, nhà trường mới yên tâm giao các em về với phụ huynh và gọi đó là một hiện tượng siêu nhiên. Tiếp đó cô tìm thấy một căn phòng có 4 chiếc hình nộm của các nữ sinh, chưa rõ có phải là những người trong tấm ảnh hay không, mà chỉ biết trong căn phòng này có nhiều điều kỳ quái hơn là lớp mà Linda đã từng đi qua. Các bức tường xung quanh được tô vẽ màu sặc sỡ như một nhà trẻ, còn trên trần nhà lại treo chi chít những chiếc kéo thủ công giống một bệnh viện. Ở bên dưới thì bố trí nào là máy khâu, nào là khung treo đồ, mannequin canh y hệt như một nhà may tư nhân. Và điều kỳ lạ nhất là trong góc phòng lại có một chiếc nôi trẻ em. Khi Linda lại gần để xem bên trong, thì trước mặt cô chỉ là một con búp bê được quấn khăn ấm áp như thể có ai đó đang chơi đồ hàng. Nó trợn trừng mắt lên và phát ra tiếng nhạc đồ chơi Trung Quốc rẻ tiền khiến Linda giật mình và quên đi nãy giờ đã có một con ma đứng sau lưng mình và làm đủ trò với cây kéo. Linda từ từ quay mặt lại khi nhận ra hơi thở đậm mùi thức ăn thừa đang phảng phất qua tai. Bà ta hẳn là một thợ may nhưng không may mắn khi có vẻ đã quên mất cách giao tiếp với khách như nào cho đúng. Nên với tư cách là một vlogger có tiếng, Linda bắt đầu giơ máy lên tác nghiệp với những con ma khác. Chỉ cần 1-3 nháy là hồn siêu phách lạc. Còn với nữ thợ may, Linda phải chạy đôn chạy đáo, kết hợp hit and run cùng kỹ năng chọn vị trí mà cô có được khi theo dõi người chơi điện tử với những giáo án liên quân mẫu mực thì cô mới đưa được đối thủ lên bảng đếm số, nâng tỷ số mạng hạ gục lên con số 3. Sau đó trên đường ra, Linda gặp lão Trư đang nằm ưỡn bụng ngon lành ở một góc lớp. Khi Từ Tốn bước qua, cô trông thấy một chùm chìa khóa trường và tiện tay lụm luôn, biết rằng may mắn đã mỉm cười với mình. Linda cầm theo nó chạy xuống mở cửa, nhưng bất ngờ có một đám bọ xuất hiện che kín lối đi duy nhất về sảnh. Không còn cách nào khác, Linda nhắm mắt nhắm mũi lao đầu vào đám côn trùng mặc kệ hậu quả. Tuy đám bọ không đốt cô, nhưng có một thứ to lớn nào đó đã bị đánh động và truy cùng diệt tận cô với chất giọng bị chọc tiết. Linda cắm đầu cắm cổ chạy và chạy trong sự hoảng sợ tột độ. Cô càng chạy thì hành lang càng sâu và mãi chẳng thấy lối ra. Đường rẽ hay đơn giản là cái ngõ cụt cho nó tuyệt vọng. Linda đành liều mình quay lại giơ máy ảnh chụp xem có tác dụng không, thì lập tức bị nó khợp một cái đi thẳng về chốn bồng lai lần thứ hai. Với nội tại nhân vật chính cộng với cameraman, Linda trở lại trần gian. Lần này với chiếc điện thoại thần kỳ, cô tìm thấy một cánh cửa vô hình và đi vào đó. Linda được đưa trở lại sảnh lớn. Khi cô tiến tới cánh cửa bước ra đường đời thì bị một mẹ thiên hạ xô ngã sõng xoài. Linda vì cố né bà ta mà đâm thẳng qua lớp tơ nhện phong ấn, khiến xích nữ kích hoạt chiêu thức vòng xoáy không gian, điều khiển đàn bọ dịch chuyển cô lên trên tầng 2, buộc Linda phải chạy bộ tìm đường lại từ đầu, không từ bỏ. Khi xuống dưới sảnh, cô lại đâm đầu vào lớp tơ nhện vì biết kiểu gì mình cũng không đánh lại được đối phương. Lần này thân thể Linda tiếp tục bị tê lê lên tầng 2, nhưng cùng với một đàn chuột chít. Cảm thấy cô gái này thật cứng đầu, xích nữ làm một bài tẩm quất bốt não, nhưng chừng đó vẫn không đủ để cản bước cô nữ sinh hiếu thắng. Linda tiếp tục xuống sảnh với chấp niệm quá tam thì ba bận. Và đúng thật, xích nữ có vẻ chịu thua trước độ chai lì của cô và cũng buông tha cho cánh cửa. Linda tra chiếc chìa khóa trong chùm và chính thức tạm biệt mái trường thân yêu. Nhưng chưa hết, đêm thì vẫn còn dài mà bạn bè thì thất lạc cả gái lẫn giai. Linda nhìn đằng xa có chiếc xe khách lên tỉnh nên chạy lại để nghe ngóng tình hình. Rất tiếc là cửa đã bị khóa. Mà đen đủi hơn, ngay lúc này có một đám tiểu yêu bắt đầu xông ra từ đám cỏ. Chúng bâu lên chân, bám lên đùi, hoang dại như trai làng xoắn quẩy trong đám cưới. Linda chụp
không có xuể vì thằng nào cũng muốn được lên hình, cho tới khi một nhóc nhảy lên giật lấy chiếc điện thoại từ tay cô rồi chạy tót đi. Trong lúc Linda ngã xuống, những con khác cũng tranh thủ giật luôn túi sách. Dĩ nhiên là cô chạy theo vì lịch sử trình duyệt vẫn chưa kịp xóa. Tuy không tìm thấy đám tiểu yêu vì chúng quá nhanh nhẹn, nhưng tin mừng là cô đã thấy ông bạn Donnie đang đứng trước miệng giếng rên rỉ gì đó. Đây là dấu hiệu của zombie hay ma quỷ trong các bộ phim kinh dị, nên Linda biết rằng đến đoạn này phải chạy bán sống bán chết. Với thể lực thua thiệt, cô bị Donnie xô ngã, nhưng nỗi sợ không cho phép cô đòi quyền bình đẳng. Vì một cuộc đua sống còn thì không chia hạng cân và giới tính, nên với sự nhanh nhẹn của mình, Linda cắt đuôi được Donnie ở bên ngoài căn nhà, tiện thể cầm theo một chiếc ô để phòng thân. Cô tới một căn nhà phía trước và nhìn thấy ánh đèn rọi ra bên ngoài cánh cửa, nhặt được một con rối nhỏ cùng một biểu tượng kỳ quái gì đó mà có lẽ sẽ giúp ích cho ta sau này. Nhưng chừng đó thời gian là đủ để Donnie tìm thấy lối ra và bắt kịp người bạn của mình. Donnie lao tới xô thẳng vào Linda, tuy nhiên cô đã nhanh chóng xoay người và vụt vào đầu thằng bạn mình gãy cả ô. Sau đó lợi dụng lúc cậu ta còn đang loạng choạng mà phi thẳng vào ngôi nhà phía sau, đóng chặt cửa lại. Nhưng khổ nỗi nhà ở quê không có khóa trái, nên Linda nhanh trí chui xuống dưới gầm sàn để lánh nạn. Tuy nhiên trong căn phòng chật hẹp, mùi body mist hương đào pha lẫn với dòng mồ hôi nhễ nhại đã bắn đứng cô. Cái mùi đó kích thích con quái vật trong người Donnie vốn đang mất kiểm soát này càng trở nên chó điên hơn. Cậu lao xuống như muốn ăn tươi nuốt sống bạn mình, để rồi ngã ngửa bụng trên nền đất nện. Linda tận dụng thời cơ leo lên tìm đường chạy trốn. Vừa hay lúc này con quỷ nhỏ lấy trộm điện thoại của cô xuất hiện ở góc nhà, nhưng chưa kịp giành lại điện thoại từ tay nó thì cô đã bị Donnie giữ lại. Cả hai giằng co ra tận ngoài vườn và cuộc truy đuổi trở thành Subway Surfer khi Linda thấy một cái đường dây. Chỉ khác một điều là lần này cô chạy được vào trong tàu thay vì lên nóc. Do sự chênh lệch về thể lực, Donnie đã tóm được Linda. Lúc này con quỷ điều khiển cậu mới lộ mặt, tóm lấy cô hỏng chiếm đoạt một thân xác căng tràn nhựa sống, hoặc rú tôi nghĩ thế. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ người bạn học, chút lý trí cuối cùng của người đàn ông trong Donnie đã lấy lại quyền kiểm soát. Cậu đẩy bạn mình ra toa kế tiếp, đồng thời khóa trái lại cửa của toa mình trước khi bị con quỷ bên trong kết liễu vĩnh viễn. Trừ một học sinh ê ẩm hết cả thể xác lẫn tinh thần, Linda chỉ lết tiếp được vài bước yếu đuối trước khi ngã quỵ trên sàn. Chẳng biết là bao lâu, nhưng khi được một con quỷ nhỏ đánh động cô mới tỉnh dậy. Trước mặt Linda là một chiếc máy ảnh cầm tay, để so sánh với điện thoại thì nó giống như một khẩu súng máy cải tiến, vừa có tầm sử dụng xa hơn, tốc độ xả đạn cũng nhanh không kém. Vì thế mà cô có thể hạ gục phiên bản hợp nhất của mấy đứa nhỏ và lấy lại được hành trang bị chúng đánh cắp. Sau đó Linda men theo một con đường dẫn lên núi để lấy tầm nhìn trên cao. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, vì thế nên cô càng tự tin rảo bước về phía trước, cho đến khi cô lên đến đỉnh và bắt đầu nghe thấy tiếng rừng chim ca hót. Không những vậy, Linda còn gặp các chị gái làng diện đồng phục đứng chào đón mình như ở tiệm massage, và điều đặc biệt nhất là một người phụ nữ khổng lồ đang đứng lơ lửng trên không. Có lẽ bà ta chính là người cai quản ngọn núi này. Tưởng rằng đã đi tới chốn bình yên thì Linda gặp phải con mèo đen mà cô đã thấy trong ngôi trường, nên nhận ra đây có lẽ là một bành trướng lãnh địa khác được tạo ra để che mắt. Linda lập tức tìm những ngọn nến xanh lam và tắt chúng đi bằng máy ảnh, để rồi hiện thực trần trụi phơi bày ra trước mắt. Xung quanh vẫn là một màu tối đen của đêm tối, tiếng sấm sét báo hiệu cho điều bất an và tiếng oán than của những vong hồn. Nhưng lần này có một thứ to lớn hơn, mạnh mẽ hơn đang chờ đón cô. Người phụ nữ khổng lồ lột lớp vỏ ngoài giả tạo để lộ ra tạo hình xấu xí và gớm ghiếc. Sau khi hoàn tất thoát xác, Linda nhận ra đó chính là thứ hiện ra trong giấc mơ trưa nay của mình. Nhưng lần này cô phải tự cứu lấy mình thay vì đợi đồng hồ báo thức. Không những còn một lượng chống chịu trâu bò, con boss này còn có thể gọi ra nhiều đệ con. Vì thế Linda dùng máy ảnh để clear quái, dù cho nó có làm giảm đôi chút tốc độ di chuyển. Khi quái con hết, con mẹ lại trồi lên như một game đánh boss điển hình. Trước khi hấp hối, nó tung chiêu cuối giữ chân Linda lại trong 3 giây, sau đó phun liên tục đám sâu bọ trong miệng trong khi tay cô nữ sinh vẫn cầm chắc máy ảnh. Cuối cùng con quái vật đã phải chịu thua công nghệ thế kỷ 21. Nhưng tưởng là đã end game thì chung cuối quay trở lại, xích nữ hồng phu nhân trong tà áo thướt tha. Rõ ràng Linda không phải đối thủ của bà ta, lần trước chỉ là bà ta muốn để cô đi, và lần này cũng vậy. Có vẻ như xích nữ không muốn làm hại tới Linda. Bà ta ngay từ đầu đã theo dõi hành trình của cô vì biết Linda không hề tầm thường. Có thể như con quái vật là một bài test, nhưng trong tâm thế của Linda thì không tài nào nghĩ tích cực được như vậy. Giờ cô chỉ nghĩ tới mạng sống của mình cũng như bạn bè. May thay, Linda đã nghe được một tiếng khóc của Shelly khi đi qua một trạm y tế. Có vẻ như vía cô bạn này mạnh nên không bị ma nhập. Theo lời kể của Shelly, từ sau khi bị chia cắt ở trong trường, cô khó khăn lắm mới thoát được ra ngoài. Sau đó thì trấn thủ trong phòng y tế và không dám đi đâu. Linda là người đầu tiên mà cô gặp lại. Vừa nhắc tới đó thì bên ngoài có tiếng người lết đi nặng nề. Hóa ra là cô giáo Siska. Tình trạng của cô thì thảm hại hơn hai đứa nhiều. Khi nhìn thấy học trò của mình, cô giáo lập tức ngã xuống chìm vào cơn hôn mê. Đợi tới khi cô Siska tỉnh lại, cô kể rằng để tới được đây, cô đã phải vật lộn với học trò Ira, người cũng bị ma nhập, và phải may mắn lắm cô mới có thể cắt đuôi được học sinh của mình. Bây giờ chỉ có Linda mới may ra cứu được Ira. Chỉ có tình chị em xương máu mới khiến Ira thức tỉnh khỏi mấy thứ tà ma ngoại đạo kia. Nhưng một luồng linh cảm chạy vọt qua, Linda đi ra ngoài cánh cửa thì đứng ngay trước mắt là Ira, vô hồn và cực kỳ khó đoán. Lạ thay, khi Linda tiến đến gần, cô bạn lại quay xe chạy vào khu nhà dân. Linda đuổi theo và
được dẫn tới một căn phòng nơi Ira đã xếp sẵn ghế cho một cuộc nói chuyện thân mật. Trên tay cô bạn là một con búp bê mà rõ ràng không phải thứ mà Ira mang theo. Ira bắt đầu lên tiếng, hay chính xác hơn là con ma trong người cô. Theo lời nó kể thì ở ngôi làng này có ba chị em ma quỷ, nó là đứa em út. Hai chị chính là con ma đã nhập vào xác của Donnie và bẻ cổ cậu trên tàu điện, còn chị cả chính là người phụ nữ áo đỏ trong trường đã hai lần chạm mặt và tha cho cô. Mục đích của ba chị em chỉ là muốn bảo vệ ngôi làng, và họ tin rằng tính tò mò của nhóm Linda sẽ là sự đe dọa. Khi Linda thể hiện thiện chí muốn rút lui, nó rút từ miệng ra một chiếc chìa khóa, bảo cô hãy dùng nó và đi đến một căn biệt thự ở cuối cánh rừng sẽ có câu trả lời. Còn thân xác của Ira nó không muốn trả lại, chẳng thể làm gì hơn. Linda cầm theo chiếc chìa khóa về lại trạm xá báo với cô giáo, nhưng khi vừa đến cửa, cô đã phải chứng kiến cổ người bạn mình treo lủng lẳng trên trần nhà. Còn cô giáo đã kịp chạy thoát hay bị bắt cóc thì cũng chẳng rõ nữa. Giờ đây không những Linda lại lẻ bóng, niềm hy vọng rằng sống sót ra khỏi ngôi làng ma quỷ này càng trở nên mong manh khi từng người một đều bỏ mạng tại nơi đất khách xa lạ. Cho dù vậy, Linda vẫn phải tới căn biệt thự để tìm ra câu trả lời cho toàn bộ chuyện này. Đây là một tòa nhà cực kỳ rộng lớn, để mà so với trường cô thì căn này cũng 19-10. Sau đó Linda đột nhập vào bên trong và đi thăm dòm từng ngõ ngách. Nhà này tuy người thì không có, nhưng mà ma thì đông như một cái ký túc xá. Ngoài ra thì chỉ có thể phát hiện ra chúng bằng máy ảnh, nhưng phải nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Sau khi tiêu diệt ma gương, một lối đi bí mật được mở ra, dẫn Linda tới căn phòng của người chị cả mặc đồ đỏ. Ở trên tường, Linda tìm thấy những bức ảnh của ba chị em. Thì ra đây là nhà của các ả ta khi còn sống. Cô ngồi xuống trước chiếc bàn trang điểm như một nghi thức triệu hồi chủ nhà. Sau đó không lâu, xích nữ hiện ra hòng nhốt cô ở lại đây vĩnh viễn. Nhưng Linda đã nhòi người ra, kéo cái bóng của mình trước khi bà ta làm điều đó. Kết quả là thân xác cô quay trở về trường học. Dù vậy nhưng xích nữ vẫn không buông tha cho cô. Có lẽ một cuộc so găng là không thể tránh khỏi giữa hai người đàn bà này. Bà ta bắt đầu thi triển những chiêu thức chấn phái của mình. Chiêu đầu tiên có tên mặt mộc không mếch, kỹ năng đưa chủ thể vào trạng thái tự nhiên, tăng 2 điểm nhanh nhẹn và trừ 1 điểm tự tin. Dù vậy vẫn không nhanh bằng tốc độ màn chập của máy ảnh. Xích nữ tung chiêu thứ hai, thủy điện xả lũ. Mụ ta khạc nhổ từ miệng ra hàng triệu con côn trùng sinh sống trong vòng miệng. Sau cả một thập kỷ không làm theo lời khuyên của 9/10 nha sĩ, cùng với dòng nước bọt nhấp nháp, tất cả tạo thành một hỗn hợp súp đặc sệt ngập ngụa khắp khán phòng, làm cho Linda khó khăn trong việc di chuyển. Nhưng vì thế mà cô tập trung hơn vào việc tìm mục tiêu thay vì chạy chỗ. Song việc sử dụng sức mạnh liên tục khiến xích nữ để lộ ra điểm yếu, hay chính xác hơn là một lối đi dẫn vào căn phòng tiếp theo. Cô bước qua cánh cửa và nhận ra đây không còn là trường học nữa, mà có thể chính là bên trong, nơi ẩn chứa cội nguồn sức mạnh của bà ta. Đây là một mê cung rộng lớn, nơi Linda phải tìm đường ra trước khi bị bà ta bóp nghẹt. Tuy không có bản đồ nhưng cô đã lần theo đoạn xương rắn khổng lồ dọc theo trần nhà cho đến khi tới được phần đầu rắn. Có vẻ nó đang bị bà ta phong ấn lại như một thói quen. Linda lấy máy ảnh ra chụp lại, quả nhiên điều đó giúp giải thoát bộ xương rắn. Ngay sau đó xích nữ bay đến và tỏ ra tức giận với Linda vì cô đã giải phóng con quái vật mà bà ta đã bao nhiêu năm cầm đuôi. Thì ra từ trước tới nay xích nữ chưa bao giờ muốn làm hại cô, bà ta chỉ muốn test xem Linda có đủ sức để kế thừa năng lực của mình hay không, từ đó thay bà chống lại ma rắn cũng như bảo vệ ngôi làng. Xích nữ tiếc rằng giờ đây cả cô và mọi người đều sẽ phải đối diện với một con quỷ thậm chí còn mạnh hơn cả ba chị em. Sau đó tiến vào trong một chiếc miệng lớn và biến mất. Linda được trả về hiện thực và có quá nhiều thứ để cô xử lý vào lúc này. Nhưng bất ngờ thay, cô Siska đã quay trở lại cùng với một cái bọc trên tay, hay nói chính xác hơn là con rắn mà Linda đã giải phong ấn khi chiến đấu với xích nữ. Hóa ra từ đầu đến giờ, từ việc dừng xe cho tới việc học sinh đi vào ngôi làng này đều do một tay Siska thao túng. Cô ta đã lợi dụng đám học trò và đặc biệt là Linda để giúp mình đạt được sức mạnh của ma rắn. Tuy không tự thừa nhận nhưng có lẽ cái chết của cô bạn Shelly cũng là do Siska gây ra. Còn duy nhất cậu bạn Yan Yan đã mất tích ngay từ đầu, tuy không được đề cập đến, nhưng trong một cảnh after credit ta có thể thấy cậu ta mắc kẹt trong nhà vệ sinh. Dù trước đó Linda đã từng đi qua và không hề thấy cậu, nên đó vẫn là một bí ẩn. Quay trở lại với mạch chuyện chính, sau đó không lâu cảnh sát đã có mặt theo báo cáo mất tích để đón đám học sinh, nay chỉ còn Linda. Dĩ nhiên những điều cô vừa trải qua thật khó tin với cảnh sát. Linda trở về cuộc sống thường nhật, trong lòng vẫn nặng trĩu không yên về cái chết của người bạn thân Ira, và hơn hết sứ mệnh của cô chưa chấm dứt ở đây. Vì với đôi mắt Sharingan mà xích nữ ban cho, giờ đây cô có sứ mệnh phải phong ấn ma rắn một lần nữa bằng cách đánh bại cô Siska. Và đó là những diễn biến có trong phần Red Out thứ 2. Nhớ ấn đăng ký để cùng Linda đi hóa kiếp cho thầy ma. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại. À, nhớ mua Lego nhé.